It's me. Lúc mới đầu học tiếng Anh, chúng ta thường nhận được rất nhiều lời khuyên. Có người bảo chúng ta cần phải học như thế này, có người bảo rằng bạn cần phải luyện tập như thế kia. Và bạn biết không, không phải tất cả những lời khuyên đó đều phù hợp và hiệu quả dành cho bạn. Bởi vì mỗi người chúng ta đều xuất phát với những cái thời điểm khác nhau, với những cái trình độ khác nhau. Nên có thể nói nó sẽ hiệu quả với người khuyên bạn, nhưng chưa chắc nó đã hiệu quả với bạn. Và có người thì nói rằng là để giao tiếp tiếng Anh thật tốt, chúng ta cần phải giao tiếp thường xuyên, nói chuyện với những người nước ngoài. Liệu điều đó có thực sự đúng hay không? Nó không hoàn toàn đúng. Tại sao? Bởi vì như một cái học viên của tôi, thì gia đình nhà chú ấy đã định cư ở bên Mỹ. Thì với những cái đứa con của chú thì được học tiếng Anh từ rất sớm, nên về cái việc mà giao tiếp, về cái việc mà sử dụng tiếng Anh, nó không gặp bất cứ vấn đề gì cả. Nó giống như là người Mỹ. Nhưng đối với trường hợp của chú thì khi chú sang đó là cái thời điểm chú 50 tuổi rồi. Và với một cái độ tuổi như vậy thì để bắt đầu học ngoại ngữ thì nó trở nên nó là khó khăn hơn. Không phải là bởi vì tiếng Anh quá khó, mà là bởi vì cái quá trình đấy thì chúng ta sẽ học nhưng chúng ta lại chưa biết là nên bắt đầu như thế nào. Nên học với cái tài liệu gì, nên áp dụng với cái phương pháp ra làm sao. Và chúng ta nhận được vô số những lời khuyên, vô số những cái tài liệu, và cuối cùng chúng ta hoang mang mà không đạt được cái hiệu quả trong cái việc học tập. Nên ở trong cái video ngày hôm nay thì tôi sẽ chỉ cho các bạn cái cách nhanh nhất để bạn có thể làm chủ được phần phát âm, chuẩn hóa phát âm tiếng Anh. Đó cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng trong cái quá trình mà học ngoại ngữ, bạn cần phải hết sức lưu ý. Sau rất nhiều năm khi mà nghiên cứu cũng như là đào tạo cho các cái học viên, thì tôi nhận ra một điều là để chúng ta có thể chuẩn hóa được phát âm, thì khi mà bạn nói vào trong câu, khi bạn nói vào trong các cái tình huống giao tiếp mà bạn có thể là nói một cách rất là chính xác, không cần phải do dự hay là bối rối. Ví dụ có thể là bạn đọc về phần từ rất là chính xác rồi, nhưng mà nhiều bạn khi đọc sang phần câu thì bạn vẫn bị sai, hoặc bạn vẫn phải mắc phải những cái lỗi. Đó là chuyện hết sức bình thường. Bởi vì là chúng ta chưa phát triển được, đó là cái phần nhận thức về lỗi sai trong tiếng Anh. Ở trong tiếng Việt cũng tương tự như vậy. Có thể bạn đang là một người giao tiếp tiếng Việt rất tốt, nhưng bạn sẽ ngọng ở một vài cái âm nào đó. Ví dụ như có rất nhiều trường hợp các bạn hay ngọng phải âm N và âm L. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thường hay nghe sai, và cái việc nghe sai đó nó dẫn đến là chúng ta cũng phát âm sai luôn. Chúng ta chưa có phát triển được về cái phần nhận thức lỗi sai giữa cái việc phân biệt đâu là đúng là âm N và đâu là đúng là âm L. Và thành ra chúng ta đọc NL mà chúng ta vẫn không biết được là nó đúng hay là nó sai. Nên chúng ta cần phải phát triển được cái phần nhận thức về phát hiện lỗi sai đó. Thì khi bạn phát triển được cái phần này thì nó sẽ giúp cho bạn trong quá trình bạn giao tiếp, trong quá trình bạn nói tiếng Anh, thì bạn sẽ biết được rằng là mình nói đúng hay nói sai, để mình sẽ điều chỉnh cho nó phù hợp. Đó, đấy là một cái bí quyết vô cùng quan trọng. Và cái quá trình này không phải là bạn chỉ nghe và bạn nhắc lại theo cái người mà hướng dẫn cho bạn, mà bạn cần phải nghe để biết bạn phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Đây là một cái phương pháp mà để giúp cho bạn phát triển về phần âm thanh vô cùng là hiệu quả. Thông thường những cái người mà chia sẻ với bạn, những người hướng dẫn cho bạn ở trên YouTube, thì họ chỉ hướng dẫn cho bạn cách đọc theo, nhưng họ không hướng dẫn cho bạn cái cách để bạn phân biệt và để tăng được cái phần nhận thức về phát hiện cái lỗi sai này. Nên thành ra chúng ta học trong thời gian nó thường là kéo dài hơn, thậm chí gấp 3, gấp 4 lần mà chúng ta vẫn chưa đạt được cái hiệu quả cao. Nhưng nếu như bạn tập trung thì chỉ cần một tháng thôi thì bạn có thể chuẩn hóa được phát âm tiếng Anh. Đây là một điều mà hết sức đơn giản bạn thể làm được với hai cái nguyên tắc cơ bản như sau. Nguyên tắc đầu tiên đó, chúng ta cần phải luyện tập đó, đúng phương pháp. Và đồng thời thì cái việc mà bạn luyện tập thường ngày đúng phương pháp đó, chúng ta cần phải đi kèm theo, đó là việc là check và sửa lại. Cần phải có một cái người đó là chỉnh sửa cho các bạn. Chúng ta có thể lên trên YouTube chúng ta học, nhưng sau khi các bạn học xong, ai sẽ là người mà chỉnh sửa cho các bạn? Và cũng có thể là bạn sẽ học với những cái trường hợp là gì ạ? Họ không có hiểu về cái việc là não bộ chúng ta cần phải tăng trưởng cái phần nhận thức phát hiện lỗi sai như nào, và dẫn đến là chúng ta học những cái phương pháp mà nó chưa thực sự là hiệu quả. Nên chúng ta chú ý là cái yếu tố đầu tiên là cần học đúng phương pháp mỗi ngày, nhưng học xong là cần phải được nó là chỉnh sửa, thì như vậy thì lần sau các bạn sẽ không phải mắc cái lỗi tương tự như vậy nữa. Yếu tố số 2 đó chính là chúng ta cần phải kết hợp nghe cho đúng cái trình độ của mình với cái tài liệu phù hợp. Có nghĩa là nếu như trường hợp bạn mới bắt đầu học tiếng Anh thì chúng ta cần phải bắt đầu
nghe với những cái tài liệu mà ở mức độ đó là đơn giản thôi, người ta nói chậm thôi và từ vựng không có gì là phức tạp cả, những cái từ vựng rất thông thường ở trong cuộc sống. Thì khi bạn nghe như vậy thì cái phần vùng ngôn ngữ các bạn nó sẽ tiếp tục, nó có một cái bộ phận gọi là phần cảm âm đó. Thì phần cảm âm nó sẽ giúp cho các bạn, chúng ta sẽ gì ạ, cảm nhận rõ hơn về phần âm thanh. Và khi cái âm thanh nó được lặp đi lặp lại nhiều lần thì chúng ta sẽ tạo ra cái cơ chế đó là phản xạ và bắt chước theo một cách rất là tự nhiên. Nếu như bạn chỉ học âm mà bạn không kết hợp luyện nghe thì như vậy cái quá trình học nó sẽ rất là lâu, và thường các bạn sẽ thấy là chúng ta đã có thể đọc đúng được từ, nhưng khi vào trong câu chúng ta hay bị quên, chúng ta chưa có phản xạ nhanh được. Nên chúng ta kết hợp được giữa phần luyện tập âm và phần luyện tập nghe thì nó sẽ đảm bảo cái hiệu quả của chúng ta rất là nhiều. Ở đấy thì đây là hai cái yếu tố quan trọng then chốt mà mình muốn chia sẻ các bạn ở trong cái video ngày hôm nay. Và nếu như các bạn vẫn chưa biết cách để làm nào chúng ta kết hợp được những cái điều đó và một cách bài bản giúp các bạn đi nhanh hơn, tiết kiệm thời gian các bạn hơn, thì các bạn hãy kết nối với mình ở trên Facebook để mình hướng dẫn cho bạn một cái bản kế hoạch hoàn hảo giúp cho bạn chinh phục tiếng Anh một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian hơn và tiết kiệm cái chi phí hơn so với cái việc là các bạn lãng phí rất nhiều ở hết lần này đến lần khác. Có những học viên họ nói rằng là gì ạ, họ đã học rất nhiều những cái chương trình khác nhau nhưng vẫn không cải thiện được tiếng Anh. Nhưng với cái bản kế hoạch hoàn hảo thì mình tin chắc là các bạn chúng ta sẽ thành công với cái việc học ngoại ngữ và giúp các bạn chúng ta sẽ có một cái công việc đột phá, chúng ta sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống và để cuộc sống chúng ta trở nên nó tuyệt vời hơn. Và xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Ok, bạn là sinh viên, bạn là người đi làm, bạn đang bắt đầu học tiếng Anh. Vậy thì câu hỏi lớn đặt ra là những người không có nhiều thời gian, kinh nghiệm như những chuyên gia về ngôn ngữ muốn tự học tiếng Anh, chúng ta làm thế nào để nhanh chóng phát triển khả năng tiếng Anh và tạo đột phá trong sự nghiệp một cách dễ dàng và tiết kiệm? Đó là câu hỏi và đây là câu trả lời.